Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày 14 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Công tập 594 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 781 Hàng Thứ Năm Bắt đầu xem từ Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa nói ta và mười phương chư phật mới có thể biết được việc này pháp này không thể nói ngôn từ là tướng tịch diệt tất cả các loại chúng sanh khác không ai có thể được giải thoát ngoài chư vị bồ tát tính lực kiên cố Đây đều là nói rõ về tự tánh Pháp tánh Chân tâm Thật tương Những danh từ này Đều nói về một vấn đề Vấn đề này hiện nay Triết học gọi là bản thể những hiện tượng giữa vũ trụ hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hoặc là loại hiện tượng tâm lý hiện tượng tự nhiên từ đầu đến đến như thế nào nguồn gốc này căn nguyên này chính là bản thể nương vào điều gì để sanh ra quả thật là khó nói vì sao khó nói nó có thật không phải không có nếu không có đâu ra nhiều hiện tượng như vậy nhưng tự tánh không phải hiện tượng. Trong kinh điển đại thừa thường nói thật tướng các pháp, thật tướng không có hiện tượng, không phải vật chất, không phải tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Nên không có cách nào để nói. Đức Phật đã dùng mười mấy danh xưng người ngộ nhập biết rõ ràng người chưa ngộ nhập rất khó lãnh hội nói sao cũng cách một tầng tầng này là gì là mê hoặc không cách tầng này sẽ chứng đắc sẽ ngộ nhập tầng này như trong đại thừa nói Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Do điều này làm cách biệt Nếu buông bỏ được điều này Thì vừa nghe là có thể hiểu ngay Vì sao lục tổ huệ năng Vừa nghe liền khai ngộ Liền kiến tánh Thật sự thấy được Thấy được tự tánh Tất cả Pháp thể suốt thế gian đều thông đạt rõ ràng không có gì không biết không cần học tự nhiên mà biết được nhưng những thứ này người chưa buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước nói cũng không hiểu được rất khó lãnh hội Đây là ba loại phiền não lớn Buông bỏ chấp trước chứng được A-la-hán Thông minh hơn chúng ta Đối với thật tượng vẫn không cách nào lãnh hội được Buông bỏ phân biệt là quyền giáo Bồ Tát Thông minh hơn A-la-hán Thường thường nghe Phật Pháp Đại Thừa tri kiến chính xác Giải ngộ không phải chứng ngộ Biết được có những điều này Bản thân như thế nào Bản thân chưa buông bỏ vô thị vô minh Nên không thể chứng được Vô thị vô minh nghĩa là khởi tâm động niệm Làm sao để chúng ta ở trong cảnh giới lục trần Mà mắt thấy sắc tai nghe âm thanh không còn khởi tâm động niệm Đó là đã thấy được Vừa nghe là lập tức hiểu được Không cần nói thêm Quý vị xem Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Nói với Đại sư Huệ Năng Chúng ta dự đoan Nhiều nhất là hai tiếng Triệu kiến ngài lúc nửa đêm canh ba Khi đã triệt ngộ không cần nói nữa Hoàn toàn thông suốt Điều này chứng minh Đức Phật nói không sai, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Buông bỏ là thấu triệt tất cả. Ngài Huệ Năng làm được. Ta thử nghiên cứu xem vì sao ngài làm được? bình thường. Ngài đối với tất cả mọi hiện tượng đều rất coi nhẹ. Trong Pháp bảo đàn kinh chúng ta thấy được hành nghi đời thường của ngài. Cuộc sống rất đơn giản. Ngài không biết chữ. Chưa tiếp xúc với bất kỳ loại văn hóa nào. Người bây giờ gọi là người không có văn hóa. cuộc sống dựa vào nghề đốn củi bây giờ nghề này không còn khoảng tuổi của tôi trong thời kỳ kháng chiến có bán củi có bán nước đi gánh nước về bán vì lúc đó không có nước máy không có ga không có điện điện lực rất yếu ớt không thể nấu bằng lò điện điện lực không có nhiều nên phải nấu bằng củi nấu bằng lò nhân dân trong thành mỗi ngày phải mua củi mua nước nên mới có nghề này người ở nông thôn thường làm nghề này sáng sớm thức dậy ra bờ sông gánh nước đem vào thành bán Lên núi đốn củi đem vào thành bán Ngài Huệ Năng làm nghề này Ngài đối với tất cả người sự vật rất xem nhẹ Không có phân biệt, không có chấp trước người khác nói sao cũng tốt nhưng có người thời đó đều thật thà không biết gạt người đại sư huệ năng là người vô cùng thật thà thành thật không có chút giả dối nào cũng không có chút mưu toan nào Ngài là một người như vậy Bởi thì vừa nghe giáo lý đại thừa Ngài liền hiểu ngay Hiểu là lập tức buông bỏ Không còn chấp trước Nên đã nhập vào cảnh giới Phật Ngài hiểu hết những gì Phật nói trong kinh Vì sao vậy? Vì đó là cảnh giới của Ngài Cảnh giới mà Đức Phật chứng được Đều là cảnh giới bản thân chúng ta vốn có Chỉ cần chúng ta buông bỏ Giọng tưởng phân biệt chập trước Những gì Đức Phật nói Đều là cảnh giới của mình Không có một câu một chữ nào là bên ngoài Vậy sao có thể không hiểu được Người mê thất tự tanh sẽ rất khó Khi xem giống như xem sách trời vậy Không biết trong đó nói gì khi mê đều là phiền não làm chủ, chấp trước làm chủ, khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hoàn toàn trái với tự tánh. Đối lập với tất cả người sự vật Sự đối lập này gây ra phiền phức rất lớn Đối lập gì? Sau khi đối lập là oan oan tương bạo Đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt dướng díu không thôi Vô cùng thống khổ Đời này ta kết oán với không biết bao nhiêu người ta thử nghĩ xem nếu tích lũy từ đời này qua đời khác thì đáng sợ biết bao cho nên oán thân trái chủ không điểm hết giúp đỡ người khác là thiện duyên chướng ngại người khác là ác duyên Đều không có cách nào tính hết được Bởi thì ngày tháng sống trong lục đạo Không dễ chịu chút nào Quý vị không tìm người khác Người khác cũng tìm đến tính sổ Nợ mạng thì trả mạng Nợ tiền thì trả tiền Ta chứa ngại họ thì họ chứa ngại lại ta ta tạo phương tiện cho người khác người khác tạo phương tiện cho mình oan oan tương bao đến lúc nào mới thật sự được giải thoát ngộ là giải thoát không có gì khác thật sự buông bỏ là được trong phẩm phương tiện của kinh pháp hoa có nói ta và mười phương chư phật ta là đức thế tôn tự xưng Thế Tôn và mười phương chư Phật Đều có thể biết được điều này Họ biết được thật tướng các Pháp Tất cả mọi hiện tượng khắp biến Pháp giới hư không giới Tất cả chúng sanh Khởi tâm động niệm Tạo nghiệp thọ báo không có gì họ không biết Biết hết quá khứ dị lai Pháp này không thể khai thị Thị là chỉ thị Không cách nào chỉ ra Không chỉ ra được Ngôn từ là tướng tịch dị Cũng không nói ra được Nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt ngày nay chúng ta biết quan trọng là tướng chung nghĩa là phải biết tất cả tướng là giả nó không phải thật điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì vì biết được chân tượng sự thật này tất cả tội nghiệp sẽ dễ dàng tiêu trừ sao lại dễ tiêu nhất định phải nhớ đức phật dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nếu không nghĩ nó sẽ tiêu nếu như nghĩ đến vẫn ghi nhớ điều này rất phiền phức vì sao vậy vì nghĩ và nhớ đều là a lại gia đều là tạo nghiệp nghĩ một lần là tạo nghiệp một lần không còn nghĩ đến nó, không còn nhớ đến nó. Người khác hỏi đến nó lập tức hiện tiền. Đó là tánh đức của tự tánh, không phải a la gia. Cho nên không dùng a la gia, chúng ta nghĩ, chúng ta nhớ toàn là a la gia. Thứ thứ tám Tuyệt đối không dùng nó Cương lĩnh tu hành chung của Phật Pháp Đại Thừa Gọi là lìa tâm ý thức Tâm là a la gia Sao lìa nó? Không nghĩ Không nghĩ chứ không nghĩ sao Không nghĩ chuyện trong quá khứ Cũng không nghĩ chuyện trong tương lai Cũng không nghĩ chuyện hiện tại Nên không cần dùng a la gia Không dùng mạc na Mạc na là chập trước Ở đây không chập trước không dùng ý thức Ý thức là phân biệt Ở đây không phân biệt Nếu không dùng cả ba thứ này Ta dùng thứ gì? Dùng chân tâm Chân tâm liền hiện tiền Chân tâm diễn viễn tồn tại Chân tâm không sanh không diệt Ba thứ này chứa ngại chân tâm Chúng ta thử nghĩ xem Phàm phu chúng ta gặp việc bèn nói Quý vị đợi chút để tôi nghĩ xem Nghĩ thử xem là dùng A-lại gia Để tôi phân biệt thử xem là dùng ý thức Sau cùng chủ nhân ông xuất hiện là chấp trước Bởi thì chấp trước là chủ của lục đạo Không chấp trước là ra khỏi lục đạo Thật sự làm chủ lục đạo Chính là chấp trước Chấp trước rất đáng sợ Không có cái ta Chấp trước có cái ta Có cái ta liền có ngã ái, Ngã si Ngã mạng nó chính là tham sân si Ái là tham Mạng là sân nhuệ Si là ngu si Ba đầu phiền não Theo chúng ta mà liên tục xuất hiện Họ liên tạo ác nghiệp Tạo nghiệp đương nhiên có quả báo Quả báo này biến thành gì? Biến ra tam đồ. Tham Biến thành ngạ quỷ. Sân nhụy biến thành địa ngục. Ngu si biến thành xuất sanh. Ba đường ác này từ đâu mà có? Từ trong một niệm tham sân si biến hiện ra. Cho nên, đoạn tận kiến tư phiền não lục đạo sẽ không còn. Lục đạo là ô nhiễm cõi Úy tứ thánh pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát phật là cõi tịnh cõi này vẫn chưa bỏ được a lại gia nhưng họ dùng a lại gia một cách chánh đáng tiêu chuẩn của chánh là gì tiêu chuẩn của chánh là đại thừa họ tu học đại thừa y giáo phụng hành Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Đều lấy đại thừa làm tiêu chuẩn Hay nói cách khác Nghĩa là cái tà quy chánh Đoạn ác tu thiện Người ta đã làm được điều này Còn chúng ta vẫn chưa làm được Chúng ta hiện nay thậm chí chánh là gì Ta là gì cũng không biết Không có khả năng phân biệt Thế nào là thiện Thế nào là ác cũng không biết Rắc rối chính là ở đây Tứ thánh tu hành tinh tấn là quải tịnh Chúng ta sẽ nghĩ đến trong kinh đại thừa thường nói Tâm tịnh tức quải nước tịnh Đây là quải tịnh Người ở trong cõi tịnh nhất định là tâm thanh tịnh Tuy vẫn là A-lại gia là giọng tâm nhưng nơi chỗ của họ không có việc bất thiện Không có ô nhiễm Nhiễm ô Bất thiện họ đều buông bỏ hết Khi nào buông bỏ khởi tâm động niệm Mười pháp giới không còn Nên mười pháp giới cũng không phải thật Sau khi buông bỏ liền xuất hiện nhất chân pháp giới Cõi thật báo tra nghiêm của chư Phật Bồ Tát Đó là thật Tuy không phải thuần chân Từ chỗ của nó có thể được thuần chân Cạnh bên nó chính là thuần chân Thuần chân là gì? Là tự tánh Tự tánh viên mạng cứu cánh Không gọi là Bồ Tát nữa Mà gọi là Phật Diệu giác như lai Cứu cánh viên mãn Phật Cứu cánh viên mãn Phật ở thường tịch quan Không ở trong quải thật báo Cho nên quải thật báo liền biến mất Đúng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Bao gồm cả quải thật báo trang nghiêm Chúng ta tu học bao nhiêu năm đã hiểu được Quải thật báo trang nghiêm thành tựu như thế nào Do tập khí vô thị vô minh thành tựu nên Vô minh đã đoạn nhưng tập khí chưa đoạn Đoạn được tập khí cõi thật báo không còn Trở về tự tánh nghĩa là Trở về pháp tánh Pháp tánh gọi là đại quan minh tạng Cũng là thường tịch quan tịnh độ mà tịnh độ thường nói trở về thường tịch quan đây mới là cứu cánh viên mã thật sự rụt rào lúc này viên dung thành nhất thể với tất cả chư phật như lai không có chút hình tượng nào không có hiện tượng Đến hiện tượng tự nhiên cũng không có Bởi thì ngôn từ tịch diệt Các loại chúng sanh khác Các loại chúng sanh khác nghĩa là Chúng sanh trong mười pháp giới không ai có thể giải thoát họ không có cách nào lý giải được trừ chư vị bồ tát chúng bồ tát có thể chứng ngộ chúng ta thường nói minh tâm chuyện tành người này đã chứng ngộ họ đạt được đại khai viên dạy của giáo môn Lý nhất tâm bất loạn của tịnh độ tâm Những người này có thể chứng được Đây là Bồ Tát Thông thường chúng ta xưng họ là Pháp thân Bồ Tát Họ còn một điều nữa Tính lược kiên cố Đây là người nào Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Đại tâm phàm phu Tuy họ vẫn dùng a lại gia Nhưng tâm địa họ thanh tịnh Chúng ta thường nói thuần tịnh thuần thiện Họ được Có thể nghe hiểu Bởi thì đương cơ Mười loại đương cơ Trong hội qua nghiêm Loại sau cùng là đại tâm phàm phu Chúng ta thường nói lượng lớn phước lớn lượng lớn có thể bao dung tuy phàm phu nhưng không tính toán người này có phước nghe ngỡ xưa quá câu lượng lớn phước lớn hoàn toàn là phàm phu họ không phải thánh hiền lượng lớn phước lớn phước quý vị được chừng nào phải xem lượng quý vị lớn bao nhiêu nếu lượng và phước không tương ưng đó không phải là phước thật trong phước này có khổ quý vị xem địa vị rất cao sở hữu rất nhiều của cải quý vị hỏi họ xem cuộc sống có hạnh phúc chăng không hạnh phúc họ rất đau khổ nói đến hạnh phúc họ không bằng một người dân bình thường họ luôn lo lắng suy tính thiệt hơn họ có rất nhiều vấn đề họ không vui khổ hơn người bình thường chúng ta tôi từng tiếp xúc rất nhiều người có địa vị có thân phận có của cải nhưng không vui đó là nguyên nhân gì lượng không lớn nếu lượng lớn sẽ không như vậy khi lượng lớn thật sự hưởng phước khi lượng lớn nhưng ít của địa vị thấp cũng hưởng phước lớn Đây là công phu Cho nên người hưởng phước hạnh phúc Suốt đời hạnh phúc Hình như không liên quan gì đến bần tiện phú quý Khổng phu tử hạnh phúc an vui Quý vị xem điều đầu tiên trong luận ngữ Học như thời tập chi bất diệt duyệt hồ Duyệt là an vui, ngày ngày an vui Không có lo âu, Trong số học sinh ông thích nhất là Nhan Hồi. Nhan Hồi vô cùng bần hành. Trong luận ngữ nói rằng ông dùng ống tre để uống nước, đang rổ đựng thức ăn, nghĩa là lúc ăn cơm không có bát, lấy tre đang thành rổ để đựng cơm. Uống nước không có ly, dùng ống tre để uống. cuộc sống thanh bần cực khổ như vậy người khác không sống nổi nhưng ông rất an vui xưa nay chưa từng thấy nhan hồi ưu tư có biểu hiện khổ não chưa từng thấy ông vui vì điều gì cuộc sống vật chất vô cùng bần hàn nhưng cuộc sống tinh thần no đủ Ôm vui vì đạo Bởi vậy phàm phu độ lượng lớn Tính lực kiên cụ được Có thể nghe được pháp lớn Họ có thể nghe hiểu Lại nói bích chi phật lợi trí vô lậu là thân sau cùng cũng khắp mười phương thế giới số này như rừng tre tất cả cùng nhất tâm đối với ức vô lượng kiếp muốn hiểu thật trí của phật không thể biết được ít phần trong này có ví dụ bích chi phật lợi trí vì sao gọi họ lợi trí trí tuệ của a la hán đã rất cao nhưng họ còn cao hơn a la hán a la hán không bằng họ a la hán đã đoạn tận chập trước tập khí vẫn còn bích chi phật định tập khí cũng không còn nên trí tuệ vượt qua a la hán. Thân vô lậu sau cùng. Vô lậu này là tiểu thừa. Đoạn tận tất cả kiến tư phiền não và tập khí kiến tư phiền não. Ở trong tiểu thừa là thân sau cùng. Họ nhanh chóng bỏ tiểu thừa hướng đến đại thừa Chuyển nhập đại thừa Người như vậy có bao nhiêu Cũng đầy mười phương thế giới Hả người này không tính đếm được Đầy trong mười phương thế giới Số này giống như tre trong rừng vậy những người này cùng một tâm Ngày nay nói tập thể ý thức Ngày nay cùng một tâm để nghị định Trí tuệ chân thật của Phật Thời gian bao lâu? Vô lượng ức kiếp Không phải một vô lượng kiếp Mà là vô lượng ức kiếp Muốn nghĩ đến trí tuệ chân thật của Phật Không thể biết được ít phần đến ít phần trí tuệ họ cũng không biết được như vậy phàm phu thì không cần phải nói ở đây ví dụ này của phật là ví dụ vô cùng thích hợp tuyệt đối không quá đáng chúng ta học tập kinh giáo tuyệt đối không được hoài nghi. Nếu hoài nghi cách nói này của Phật có phần hơi quá đáng. Như vậy sẽ chẳng học được gì. Trước đây tôi gặp một vị pháp sư. Cũng là bạn tôi Ông lớn hơn tôi 10 tuổi Cũng là người giảng kinh thuyết Pháp rất nổi tiếng Ông hỏi tôi một câu hỏi Đại sư Ấn Quang Khen ngợi di đà kinh yếu giải của Đại sư Ngậu Ích rằng Mặc dù cổ Phật tái sanh viết chú giải cho kinh di đà cũng không thể vượt qua bản này ông hỏi tôi lời này của đại sư ấn quang phải chăng là hơi quá đáng một chút tôi nói với ông đại sư ấn quang nói rất hay không quá đáng chút nào Từng câu từng chữ quả thật đem đến Lợi ích cho chúng ta Vì này tuy là Thông tông thông giáo Diễn thuyết lâu năm Trước tác rất nhiều Nhưng ông không tin tịnh độ Suốt đời ông cầu di lạc tỉnh độ Muốn sanh đến trời đâu suốt Thân cận Bồ Tát di lạc Tương lai di lạc hạ sanh làm Phật Làm đại đệ tử của Bồ Tát di lạc Nguyện vọng mỗi người khác nhau Nhân duyên không tương đồng Chúng tôi là bạn tốt Trí tuệ chân thật của Phật Không phải ngôn ngữ có thể tuyên nói được Ngôn ngữ không thể nói được Nhưng quý vị phải biết rằng Trí tuệ chân thật của Phật Trong tự tánh vốn đầy đủ Không phải bên ngoài vào Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Đầy đủ điều gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Đức Phật nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Đức Phật nói ba vấn đề Đầu tiên là nói đến trí tuệ Trí tuệ chân thật của Phật dụng đầy đủ trong tự tánh Làm gì có chuyện không biết Tất cả Pháp đều là tự tánh biến Tự tánh biến tự tánh sao lại không biết vô lượng vô biên công đức cũng là trong tự tánh vốn có chỉ là ngày nay chúng ta có chướng ngại nên hình như đã đánh mất toàn bộ công đức thật ra không hề mất trừ việc chướng ngại công đức liên hiện tiện Vô lượng vô biên tướng hảo, tướng hảo bao gồm phước báo. Đừng nói gì khác, chỉ đơn thuần ngoại thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Diễn diện không có bệnh đau. Diễn diện không có biến hóa vô lượng thọ xem ra vẫn còn rất trẻ không hề thay đổi quả là không thể nghĩ bạn vì sao không thay đổi đạo lý chúng ta hiểu rõ vì chúng ta không có tâm ý thức nên nó không thay đổi Tâm ý thức là gì? Là tâm sanh diệt Là ý niệm Niệm trước diệt niệm sau sanh Chỉ cần có tâm này Nó sẽ có thay đổi Thay đổi trong từng sát na Không có tâm này đó là chân tâm Chân tâm mãi mãi không thay đổi Tướng do chân tâm hiện Tất cả mọi người giảng sanh ở thế giới cực lạc Đều là chân tâm hiện Đến cõi phàm thánh đồng cư đều là chân tâm hiện vì sao họ có thể? Đó là do oai thần bổ nguyện Công đức của Phật A-di-đà thành tựu nên Hưởng thần lực của Phật Di-đà Công đức của Phật A-di-đà là thờ không phải giả Thời gian năm ký tu thành Lấy công đức này gia hộ chúng ta Chúng ta ở thế giới cực lạ Tự nhiên không còn khởi tâm động niệm Nên tướng hảo quang minh của quý vị vĩnh viễn không sanh biển quá Ngày nay chúng ta hiểu được đạo lý này Không phải mê tín Không phải người ta nói một cách tùy tiện là chúng ta tin hiểu rõ về lý trên lý không có vấn đề trên sự đương nhiên có thể làm được mười pháp giới dùng a la gia a la gia là tâm sanh diệt nên trong mười pháp giới bất luận tu như thế nào đều có sanh diệt nghĩa là nó có biến hóa Chỉ có chuyển thức thành trí Chuyển A-lại gia thành tứ trí Bồ Đề Không còn sanh gì Hiện tượng này không có Minh tâm kiến tánh Người minh tâm đã chuyển được A-lại gia nhưng chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc sanh về cõi phàm thánh đồng cư chưa chuyển sanh về cõi phương tiện hữu dư cũng chưa chuyển chỉ có sanh về cõi thật bảo trang nghiêm là chuyển hai cõi bên dưới đến đó cũng có thể chuyển được Thực tế mà nói là chúng ta đừng sử dụng nó. Hoàn toàn dùng phước báo của Phật A Di Đà gia trì. Chính là như vậy. Nhưng lâu ngày không dùng tự nhiên sẽ chuyển. Chúng ta lâu ngày không dùng nó, không dùng nó, nó sẽ không khởi tác dụng, nó sẽ tự động chuyển. Không cần chúng ta tiếp tục dùng công phu tu nó như thế nào, không cần đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn Chúng ta rất khó chuyển Vô cùng khó Quý vị xem đến đó Dùng sự giá trị của Phật Không dùng a lại gia của mình Không dùng tâm ý thức Dùng tử trí bồ đề Giống như bồ Tát quậy thật báo vậy Là Phật A-di-đà giá trị cho nên thời gian lâu ngày nó chuyển lúc nào không hay biết thế giới cực lạc tôi cảm thấy đây là đệ nhất thù thắng trong sự thù thắng chuyển thức thành trí chuyển phàm thành thánh dễ dàng như thế thậm chí tự nhiên thay đổi mà không hề để lại dấu vết chút nào điều này thế giới mười phương không có mười phương thế giới dựa vào công phu tu học của chính mình làm gì có chuyện đơn giản như vậy nên chúng ta cần phải hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này ở nơi đó có thể không đi được sao đời này quý vị không gặp được thì có thể tha thứ gặp rồi mà bỏ qua trách nhiệm này bản thân phải gánh vác. Phật Bồ Tát không có lỗi với quý vị. Quý vị đã cô phụ Phật Bồ Tát. Chúng ta nên tiếp thu như thế nào? Nên thỏa trì như thế nào Không có gì khác chính là buông bỏ Không buông được thì sao Buông một chút Một ngày buông một chút Một năm buông một chút Không ngừng buông bỏ Đừng gia tăng Tôi dùng là phương pháp này Đầu tiên là Đại sư chương gia dạy tôi Rất khó Buông từng chút một nên nhờ đừng gia tăng là được Chỉ buông không gia tăng Quân tu thời gian dài tự nhiên sẽ đảm bạc dần Nhát dần với nó Thì phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng Khi chúng ta học tập kinh giáo đã hiểu ra được ý nghĩa mà trước đây chúng ta không hiểu trong chữ này thật ra rất nhiều ý nghĩa trong câu này rất nhiều ý nghĩa trước đây không hiểu ra được chú giải của cổ nhân cũng không có giải thích đây là gì trí tuệ tăng bồ đề sanh chúng ta có thể nhận ra được đây mới là bản thân chứng minh tự thân chứng được từng câu từng chữ trong kinh phật đích thực là vô lượng nghĩa không cần nói cho người khác nghe điều này vì sao vậy vì họ không hiểu nói sao họ cũng không tin họ không tiếp thu nên không cần nói bản thân rõ ràng cảnh giới mỗi năm mỗi tăng cao Bởi vậy Pháp này là thật tướng Không thể nào chỉ ra cho chúng ta thấy được Cũng không có cách nào nói ra được Ngoài Đại Bồ Tát có tính lực kiên cố ra Thì không ai có thể biết được Đại Bồ Tát tính lực kiên cố này Thứ nhất là minh tâm kiến tánh Được Họ không có vấn đề gì Quý vị vừa chỉ là họ lập tức giác ngộ Một loại khác Nghĩa là đại tâm phàm phu Như trong kinh hoa nghiêm nói Điều này được Ngày nay chúng ta biết Đại tâm phàm phu Trong vô lượng kiếp quá khứ Từng cúng dường vô lượng Chư Phật như lai Được Phật lực giá trị Vì sao ngày nay vẫn là phàm phu Vì họ chưa buông xả hết Là đã buông xả Nhưng đời này vừa gặp được nhân duyên Họ lại lấy nó trở về Chính là tình hình này Đã xả bỏ tham sân si Bây giờ gặp được Vì tập khí chưa đoạn Nên khi gặp được ý niệm này lại khởi lên Tình hình đúng là như vậy người mới học lìa duyên rất quan trọng nhưng khi thật sự tu hành không nên lìa duyên hôm qua tôi xem một đoạn báo cáo của hồ tiểu lâm đoạn báo cáo thứ hai ông đã hiểu tức là tu hành ngay trong đời sống hàng ngày tức tất cả tướng lìa tất cả tướng đây là chân lý hoàn toàn chính xác nhưng hàng sơ học không được Hàng sơ học trong tất cả tướng Làm gì có chuyện không mê Ông cũng là giọng mảnh Tinh tấn trong thời gian 4-5 năm Tiến bộ rất nhanh Hiện nay ông có thể tức tướng ly tướng Điều này rất khó được đối với một số người phải có hai ba mươi năm công phu mới có thể làm được tức tướng Lý tướng cổ nhân đều thấy khó nhưng không phải tu hành như vậy rất khó thành tựu vừa gặp duyên là loạn ngay cần phải ở trong cảnh duyên bất luận là thiện duyên hay ác duyên là thuận cảnh hay nghịch cảnh Đều không cần rời Trực tiếp gánh giác Quan trọng nhất là giác mà không mê Chánh mà không tà Như vậy là được Diễn diện nhắc nhở bản thân phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Quý vị tiếp xúc với bất cứ hiện tượng nào đều quan nghỉ. Không đối lập với người Không kết ác duyên với người như phật bồ tát vậy thành tựu cho người điều tốt đẹp không thành tựu cho người điều xấu ác trong thời đại này nhất định phải phân minh rõ ràng vì sao vậy thời đại này không có giáo huấn của thánh nhân một số người tập khí phiền não rất nặng tập khí phiền não này là gì tự tư tự lợi cống cao ngã mạng Luôn sợ người khác hơn mình Thấy người ngang bằng mình liền nghĩ mọi cách để chứ ngại họ Quả báo không thể nghĩ bàn Phàm là những người làm điều này Quả báo đều không tốt chúng ta chỉ cần quan sát tỉ mỉ ở ngay trước mắt quý vị sẽ thấy một cách rõ ràng minh bạch một ý niệm sai lầm là phá hoại toàn bộ công đức mà mình tu được tất cả công đức đều biến thành phước đức tương lai không biết hưởng phước ở đường nào Câu bên dưới Công đức như lai Phật tự biết Như trong phẩm vô lượng kinh Pháp Hoa nói Tất cả thiên nhân và A-tu-la trong thế gian Đều là lúc Đức Thế Tôn ra khỏi cung dòng họ thích Cách thành già gia chẳng bao xa Ngồi nơi đạo tràng Chứng A-nậu-đa-la ta miệu tam bồ đề Đức Phật nói như vậy Nhất định là sự thật Đây là gì? Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề Khi sao mai xuất hiện liền đại triệt đại ngộ Thị hiện thành Phật Có người không biết được Ai biết được thiên nhân biết Thiên nhân trong tất cả thế gian đây là nói hai mươi tám tầng trời và atula trời atula biết đều nói đức thế tôn ra khỏi cung dòng họ thích là năm mười chín tuổi rời khỏi đất nước của mình Hiện nay Ngài cách thành già già, Chẳng bao xa Ngồi với cội bồ đề Vì sao ngồi trong đạo tràng Ngài đã chứng đạo, đã thành Phật Nơi thành Phật gọi là đạo tràng Ở dưới cội bồ đề chứng được A nậu đa la ta miệu ta bồ đề Vô thượng chánh đặng chanh giác Họ thấy được điều này Bên dưới Đức Phật tự nói Nhưng thiện nam tử Đây là nói với chúng ta Ta từ khi thành Phật đến nay Đã vô lượng vô biên trăm ngàn dạng ức na do tha kiếp Đức Thế Tôn đã thành Phật từ lâu Lần này đến để làm gì? là để biểu diễn Biểu diễn cho chúng ta thấy Phải như thế nào mới có thể thành Phật Quý vị xem Ngài biểu diễn 19 tuổi rời xa gia đình Biểu diễn đó là gì? Là buông bỏ phiền não chướng Nhà là nhân tố có phiền nào, Ngài đã buông bỏ Sau khi buông bỏ Ngài đi cầu học 12 năm Là phần tử tri thức Hiếu học đa văn Học 12 năm Vẫn không giải quyết được vấn đề Ngài đến với cội bồ đề Buông bỏ sở học của 12 năm Là buông bỏ sở tri chướng Hai chướng đều buông bỏ Ngay lên thanh Phật Là biểu diễn cho chúng ta thấy Người biết xem sẽ giác ngộ Nhìn thấy hiện tượng này Lập tức buông bỏ Buông bỏ phiền não chướng và sở tri chướng Họ sẽ thành Phật Đây là gì? Đây là hàng thượng thượng căn Không cần nói Chỉ cần thấy là hiểu Nhân vật giống như Đại sư Huệ Năng Là hàng thượng thượng căn Nhắc đến là thông đạt Rất dễ độ Hàng hạ căn cũng dễ độ hàng hạ Hà căn thành phật quý vị dạy họ một câu phật hiệu niệm triệt đệ chắc chắn thành phật họ hoàn toàn tin tưởng không chút hoài nghi họ thật thà niệm năm ba năm họ giảng sanh thật sự thành phật khó độ nhất là phần tử tri thức hàng trung căn đức thế tôn đã thị hiện hạng người này nhưng hai loại thị hiện này quan trọng Chúng ta học Phật lâu như vậy Vì sao không khai ngộ Chính là không buông bỏ Đức Thế Tôn buông bỏ cả hai vấn đề này Buông bỏ phiền não chướng Buông bỏ sở tri chướng Bắt đầu giảng kinh thuyết pháp Nếu chúng ta buông bỏ hai loại này Buông bỏ phiền não chướng Buông bỏ sở tri chướng Đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp rất dễ khai ngộ cho nên đại chúng nghe kinh họ tiến bộ rất rõ rệt có người khai ngộ có người chứng quả Người nghe không ngừng nâng cao cảnh dương Như tiểu thừa chứng sơ quả Khoảng nửa năm Họ chứng nhị quả, chứng tam quả Đây là trong kinh nhân dương nói thời kỳ chánh pháp Thế Tôn ngày ngày giảng kinh Những thính chúng này Ngày ngày đang học Thật sự có người chứng quả Thời kỳ chánh pháp Chứng như thế nào không có gì khác Quý vị buông bỏ bao nhiêu thì chứng được bấy nhiêu Lời này trước đây Đại sư Trương Gia nói với tôi không buông được sẽ dừng lại một nơi chấp trước nghiêm trọng sẽ đọa lạc không những không nâng lên được mà còn hạ thấp lên hay xuống hoàn toàn do mình thầy chỉ có thể khuyên chúng ta chỉ có thể hướng dẫn chúng ta dạy dỗ chúng ta chứ không thể giúp quý vị lên hay xuống không có cách nào giúp quý vị ngộ nhập ngộ nhập lên hay xuống đều là việc của bản thân ta nhất định phải biết điều này nếu phật bồ tát có thể giúp ta chúng ta cần gì phải tu không cần tu Đến thế giới cực lạc vẫn phải tu. Thế giới cực lạc là đạo tràng tu, là trường học tu. Tất cả thiết bị đều đầy đủ. Ta không cần lo lắng gì cả. Thật sự khiến quý vị mọi việc như ý Quý vị sẽ không có vọng tưởng Đây là đại phước báo của Phật A-di-đà gia trì ví như quý vị đầu thai sanh vào trong cung vua Vừa sanh ra mọi thứ đều có người hầu hạ Quốc dương phước báo lớn Hưởng phước của họ Ngày nay chúng ta tu hành cũng là như vậy Phước báo của Phật A-di-đà lớn nhất Trí tuệ phước báo đều đạt được cứu cánh viên mạng Ngài giá trị quý vị Đến thế giới cực lạ hoàn toàn hưởng phước của Ngài Đến đó không làm việc gì khác Ngày ngày giảng kinh Cùng các đồng học Đồng học là chư Bồ Tát cùng với chư phật bồ tát đó nghĩa là trao đổi tâm đắc chia sẻ cho nên họ vô cùng an vui trí tuệ công đức ngày ngày đều tăng trưởng sự tăng trưởng này bản thân đều biết không phải không biết Cho nên pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Đến thế giới cực lạ Trí tuệ thần thông đạo lực Ngang bàn giới Bồ Tát A Duy Việt Trí Đây là Phật lực giá trị Bồ Tát A Duy Việt Trí là ai Nghĩa là minh tâm kiện tánh Đại triệt đại ngộ Chính là vị trí này Cần tu bao nhiêu thời gian Vừa sanh đến thế giới cực lạc liền đạt được Lợi ích đạt được Khiến tốc độ học tập Nhanh chóng hơn Năng lượng lớn nhất Mà bản thân ta không thể nào tưởng tượng được thân mình ở trong giảng đường Phật A Di Đà nghe kinh nghe pháp không hề đồng nhưng ta có thể phân thân có thể phân vô lượng vô biên thân đến mười phương thị giới để đảnh lễ Phật cố dường tù phước nghe kinh nghe pháp tu tuệ có thể đi bất kỳ lúc nào có thể trở về bất kỳ lúc nào Để đi tự tại Bản thân quý vị biết Chư Bồ Tát biết Phật cũng biết Họ có năng lực này Tu ở thế giới cực lạc một ngày Ở thế giới này của chúng ta Quả thật là vô lượng kiếp Không bằng một ngày ở thế giới cực lạc Họ có bản lĩnh này Chúng ta không thể phân thân Không thể cùng một lúc học hai thứ Ở thế giới cực là có thể cùng một lúc học vô lượng pháp môn Họ không dùng a lại gia a lại gia có câu thúc Họ dùng chân tâm Chân tâm không có hạn lượng Như vậy mà không đến thế giới cực lạc được sao? Trí tuệ là tự tánh vốn đầy đủ. Đức Phật nói từ khi thành Phật đến nay Là vô lượng vô biên trăm ngàn dạng ước na do tha kiếp Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật Vốn là Phật Chưa thành Phật nên không biết Thành Phật rồi sẽ biết Biết được điều gì? Biết được vốn là Phật Vô lượng kiếp là vô lượng kiếp trước vốn là Phật ví như Năm trăm ngàn Dạng ức na do tha A tan kỳ tam thiền đại thiền THỊ giới giả sử có người mài làm di trần đây là ví dụ số lượng qua cõi nước phương đông năm trăm ngàn dạng ức na do tha a tan kỳ cõi nước là lãnh thổ giáo hóa của phật như là cõi nước phật Cho đến thả một hạt bụi Như thế đến phương đông Hết số di trần đó Dùng hết những di trần này Đây là ví dụ Đức Phật nói Chư thiện nam tử Ý ông nghĩ sao Ý ông như thế nào các thế giới này có thể dùng tư duy đo lường để biết được số đó chăng những thế giới ở phương đông quý vị biết có bao nhiêu chữ số chăng bồ tát di lạc và đại chúng đều bạch phật rằng thế tôn các thế giới này vô lượng vô biên không thể tính đếm mà có thể biết được cũng không thể dùng tâm lực biết đến được đây đều là lời nói thật không cách nào tính đếm được tâm chúng ta không có năng lực này không đạt được chữ số đức Phật nói ra quá lớn. Đây đều là thật, đều là sự thật. Tất cả thanh văn Bích chi Phật dùng trí vô lậu không thể tư duy có thể biết được số hạn lượng của nó. Vì sao vậy? Thanh văn là A La Hán. Bích chi Phật là duyên giác Chưa chuyển thức thành trí Vẫn dùng a lại gia Cao hơn họ là quyền giáo Bồ Tát Cao hơn nữa là Phật Phật của mười Pháp giới Phật của mười Pháp giới cũng chưa chuyển thức thành trí Vẫn dùng a lại gia Dùng a lại gia không làm được Nghĩa là không thể tư duy để biết được số hạn lượng của nó Trong mười pháp giới không ai có thể hiểu được Đức Phật đưa ra câu hỏi này không ai có thể đáp được Con và tất cả mọi người đều ở địa vị bất thoái chuyển Đây là gì? Đây là Bồ Tát Di Lạc nói Bồ Tát Di Lạc là Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát cao nhất trong A Duy Việt Trí Đối với việc này cũng chưa thông được Đức Thế Tôn nói những vấn đề này họ cũng không hiểu được Ai biết được chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột Bồ Tát đẳng giác một phẩm tập khí sanh tướng vô minh chưa đoạn. Từ chỗ này hiển thị ra sanh tướng vô minh khởi tác dụng chứa ngại là tác dụng này. Ngoài ra Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Bồ Tát ở thế giới cực lạ Hoàn toàn không có chướng ngại Thế tôn Các thế giới như vậy Vô lượng vô biên Đây là Bồ Tát Di Lạc nói Lúc đó Đức Phật nói với chúng Đại Bồ Tát Chư Thiện Nam Tử Hôm nay ta tuyên bày Nói rõ cùng các ông Điều này có thể nói Với hàng Đại Bồ Tát Họ có thể nghe hiểu Có thể tiếp thu trí tuệ của họ tuy chưa viên mãn nhưng đối với chân tướng sự thật mà đức phật nói họ có thể lý giải tiếp thu nên đức phật có thể nói với họ các thế giới này nếu dính vào di trần Hoặc chẳng dính Cho rằng hạt bụi Một hạt bụi làm một kiếp Từ ta thành Phật đến nay Lại hơn trăm ngàn dạng ức Na do tha a tăng kỳ kiếp này Đức Thế Tùng thành Phật từ khi nào? Không phải mấy trăm kiếp Mấy ngàn kiếp Mấy dạng kiếp quá khứ Không phải Thật ra ở đây Đức Phật đã hé ra Cho chúng ta biết Một tin tức Là chúng ta quá sơ suất Gọi là quá sơ ý Đức Phật đã nói một cách rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là Phật, vốn là thành Phật. Có thể dùng số lượng để nói. Xưng tánh mà nói. Quý vị thành Phật sẽ có cách nói giống như Đức Thế Tôn vậy. Quý vị thành Phật từ khi nào? Từ những kiếp lâu xa về trước ta đã thành Phật rồi. Ta vốn là Phật. Không phải bây giờ mới thành Bây giờ thành là sao? Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là được Chẳng lẽ buông bỏ được những thứ này là mới thành Phật sao? Không phải, đã thành Phật từ lâu Chỉ là hiện nay những thứ này đang chứa ngại chúng ta Nên không thể hiển bày trí tuệ, đức năng, tướng hảo của Phật ra mà thôi Nếu phá trừ chứa ngại, chúng ta là Phật quý vị có thể dùng thời gian để tính được chăng đây là chân thật nghĩa mà chúng ta cần phải lãnh hội được trong bài kệ khai kinh nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai đức phật như vậy tất cả chư phật không ai không như vậy tất cả chúng sanh hiện nay cũng như vậy Tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới vốn là Phật vốn là Phật Phiền phức của chúng ta hiện nay là không trừ được chướng ngại này Chướng ngại này cần phải chính mình buông bỏ Người khác không thể giúp chúng ta được giá trị cũng không giá trị được giá trị cần phải tương đối bây giờ chúng ta hiểu được đạo lý này ta có một phần công đức phật có thể giá trị một phần nếu có hai phần công đức thì ngài giá trị hai phần nếu có mười phần phật giá trị mười phần còn như không có ngài không giá trị được sự giá trị của phật là bình đẳng giống như nước mưa từ trên trời rơi xuống vậy cây lớn thì hấp thu được nhiều cây nhỏ thì hấp thu ít chính là đạo lý này tuyệt đối không có phân biệt nó là bình đẳng xem năng lượng tiếp thu của chính mình nhất định là tương đối cây lớn đó ví như mười phần công đức nó tiếp thu mười phần nước mưa Cây nhỏ chỉ có một phần công đức Nên nó chỉ tiếp thu một phần Như vậy đối với nó là đủ Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng cả lý lẫn sự Kinh Trong Kinh nói nói lên thỏa mãn vô lượng của phật quả thật là vô lượng thọ bộ xứ đại sĩ cũng chưa đạt được điều này vì sao vậy bộ xứ đại sĩ chưa thành phật vì sao chưa thành phật bộ xứ là bồ tát đẳng giác vẫn còn một phẩm tập khí vô minh sanh tướng chưa đoạn nếu đoạn tận được họ sẽ thành phật có phương pháp đoạn được nó chăng không có phương pháp cổ nhân nói ở đây không dùng công phu được chỉ cần khởi tâm động niệm là hỏng lập tức hạ thấp xuống không được khởi tâm động niệm Đoạn bằng cách nào cứ mặc nó Lâu ngày tự nhiên nó không còn Bắt đầu từ lúc ta khai ngộ Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Bắt đầu từ ngày đó Đây là sư trụ Bồ Tát Cần bao nhiêu kiếp tập khí Mới hoàn toàn đoạn sạch Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Cần ba A tăng kỳ kiếp cần thời gian dài như vậy quý vị mới biết tập khí vô thể vô minh đáng sợ biết bao nghiêm trọng biết bao không cách nào đoạn được tập khí kiến tư phiền não có thể đoạn tập khí trần sa phiền não cũng có cách có thể đoạn được nó duy nhất tập khí vô thể vô minh không thể đoạn tận vì sao vậy nó không thể khởi tâm đồng niệm Vì sao kiến tư trần xa có thể đoạn Vì nó có thể khởi tâm động niệm Tập khí sau cùng này không thể khởi tâm động niệm Vừa khởi tâm động niệm Chính là vô thị vô minh Vô thị vô minh lại khởi lên Vì chưa đoạn nên nó lại khởi lên Bởi thế không được khởi tâm động niệm Cứ mặc nó Có chứa ngại gì chăng chỉ chứa ngại một chút vấn đề Không biết được trí tuệ của Phật Bên dưới Phật đều biết hết Đối với việc bản thân tu học Quá độ chúng sanh không hề bị chứa ngại Chỉ là không rõ ràng đối với trí tuệ thần thông đạo lực của chư Phật. Không thể nói không biết không rõ ràng lắm Không phải biết một cách triệt để Cho nên họ có năng lực Tùy tâm biến hóa trong mười pháp giới Như ba mươi hai ứng hóa Của Bồ Tát Quán Thế Âm Cần dùng thân gì để được độ thoát liền hiện thân đó Họ muốn nghe Pháp gì Liền nói cho họ nghe Pháp đó Khi họ nghĩ quý vị đều biết Đây là Pháp thân Bồ Tát A Duy Việt Trị chính là Pháp thân Đại Sĩ 41 địa vị này đều ở trong quải thật báo trang nghiêm Quải thật báo trang nghiêm là nhất chân Pháp giới Thế giới này không có biến hóa Ba đại a tan kỳ ký thị hiện giống nhau. Con người sống đến ba đại a tan kỳ ký không già, không thay đổi. Chẳng những con người không thay đổi đến cây cỏ hoa lá đều không thay đổi. Cây cối xanh tươi mãi mãi. Thế giới cực lạ không có xuân hạ thu đông. Diễn diễn là mùa xuân. Hoa quả mãi mãi không rụng Vĩnh viễn tươi ngon toát ra mùi thơm Người thế giới cực lạc có dùng chăng? Không có Họ không cần ăn thức ăn Cũng không cần uống nước Họ là thân pháp tánh Không phải thân máu thịt như chúng ta phải cần đến dinh dưỡng Họ không cần Vì họ là thân pháp tánh Thân này chúng ta nói Phải dựa vào điều gì để sống Năng lượng vốn đầy đủ trong tự tánh Năng lượng vốn có Nghĩa là trí tuệ đức năng Tướng hảo Dũng đầy đủ trong tự tánh Thật sự được đại tự tại Bởi thì tài sắc danh thực thụy chúng ta gọi là năm món dục họ đều không có họ không cần tiền tài không có yêu thích sắc đẹp của nam nữ họ cũng không cần danh không cần ăn uống cũng không cần ngủ nghỉ vô cùng tự tại Cung điện họ ở Tùy tâm muốn gì được nấy Tùy theo ý niệm của mỗi người mà biến hiện ra Chẳng có gì không tự tại Nên biết công đức của Phật Duyên mãn sưng tanh công đức viên mãn hoàn toàn xưng tánh pháp thân bồ tát xưng tánh không viên mãn chưa thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn cho nên công đức của phật duy chỉ phật mới biết được hoặc chúng ta có thể nói duy chỉ có chứng mới biết được nếu chứng được quả Phật Quý vị sẽ biết Quả vị quý vị chứng được Và người cùng quả vị với quý vị đều biết Thấp hơn quý vị cũng biết Nhưng không biết được cao hơn Bởi thi Bồ Tát Đặng Giá 41 địa vị Dưới Đặng Giá thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đều rõ ràng hết họ chỉ không rõ ràng lắm đối với diệu giác còn thấp hơn hay bình đẳng với họ họ đều biết rất rõ nếu là thập địa bồ tát pháp dân địa bồ tát đối với đẳng giác cũng mơ hồ không minh bạch Đối với Phật lại càng không biết Trong thập địa ngang bằng với họ Hoặc thấp hơn họ vô cùng thấu triệt Giống như chúng ta đi học ở trường vậy Lớp cao biết được lớp dưới Nhưng không biết được lớp cao hơn mình Học sinh lớp 3 không biết được lớp 4 nhưng họ biết lớp 1 và lớp 2 Đạo lý chính là như vậy Bên dưới lại nói Duy chỉ Đức Thế Tôn mới có thể khai thị Khai thị là Khai mở tri kiến Phật Thị hiện tri kiến Phật Đây là trong Kinh Pháp Hòa nói Khai là dĩ như mở cửa nhà ra người can tánh sắc bén lập tức hiểu được người độn căng không được người độn căng cần phải chỉ thị phải chỉ ra từng vấn đề cho họ hiểu giống như chúng ta đi tham quan viện bảo tàng cổ cung. Đối với những đồ cổ trong viện bảo tàng, chúng ta không biết không hiểu được giá trị của nó. Đối với những đồ dùng bằng ngọc trong viện bảo tàng, chúng ta xem hiểu rất thích, vô cùng đẹp. Xem một cách rất thích thú, nhưng khi nhìn những di vật cổ của thời Hạ Thương Chu, những thứ đồng hư sát dụng Chúng ta không có chút hứng thú nào Nhưng giá trị của nó là vô giá Đồ dùng bằng ngọc thời nhà Minh Nhà Thanh Làm sao sánh được với nó Mở diện bảo tàng cố cung Quý vị đã nhìn thấy Đó là khai Cho nên nhất định Phải có hướng dẫn viên du lịch Để giới thiệu cho chúng ta Nói tường tận từng thứ một Quý vị mới quát nhiên đại ngộ Mới biết được ưu điểm của nó Mới biết được trí tuệ của cổ nhân Những khí cụ cổ nhân dùng trong đó Có đại học vấn Ý nghĩa là biểu pháp Không biết được trí tuệ của cổ nhân Cho nên khai mà chưa giác ngộ Tiếp tục chỉ thị cho quý vị Như vậy mới giác ngộ được Khi giác ngộ cái gì phải ngộ nhập Gọi là khai thị ngộ nhập Thầy đối với chúng ta chính là khai thị Nếu bản thân chúng ta có thể ngộ Có thể nhập nhập là chứng đắc khế nhập cảnh giới là dạy học viên mạng nếu thầy khai thị nói một cách rõ ràng nhưng học sinh không thể ngộ nhập điều này rất gian nan vì học sinh đã ngộ mà không thể nhập Hàng thượng căn đã ngộ nhập Hàng trung căn ngộ mà không nhập Hàng hạ căn đến ngộ cũng không Học sinh căn tánh không tương đồng Thầy giáo phải quán cư Nếu có một học sinh có thể ngộ nhập Học sinh này là đương cơ Thầy dạy học người khác dự thính Trong số dự thính có người trung căn Họ cũng ngộ được nhưng chưa nhập Người căn cơ thấp kém đến ngộ cũng không nhiều nhất là nghe xong rồi ghi nhớ được một ít cổ nhân gọi là học vấn ghi nhớ đọc rất nhiều xem rất nhiều nhớ cũng rất nhiều nhưng không ngộ không nhập đối với no không khởi tác dụng lớn bài kể trên có sáu câu chúng ta phân nó thành hai đoạn sáu câu này là trí phật khó đo lường được khen ngợi trí tuệ thâm sâu của phật muốn khiến người nghe thông đạt trí tuệ thâm sâu của như lai mà chân thành cung kính lời của như lai bây giờ chúng ta gặp phải cửa ải khó khăn này khó hưng khởi thánh giáo rất khó vì sao vậy mọi người không tin người tin quá ít đa số đều cho rằng như thế nào phật giáo là tôn giáo là mê tín nên không muốn tiếp xúc tức là tiếp xúc với nó học những thứ này làm gì nó đâu có lợi ích gì trước đây nếu không phải thầy phương dạy chúng tôi quý vị hỏi tôi học từ đâu tôi học với thầy phương mọi người không có gì để nói nếu nói tôi học với một vị hòa thượng nào đó họ nói sao ông mê tím vậy sao lại nghe lời ông ta đương thời thầy phương ở đài loan là nhà triết học nổi tiếng tuy người ta không dám nói nhưng biểu hiện của họ có thể nhận ra được họ mê hoặc không thể tiếp thu tiếp xúc với tôi phê bình tôi là thiện ý tôi cũng rất cảm kích sợ tôi trẻ tuổi đi sai đường mê muội mê muội qua không quay đầu được phải qua hai mươi năm sau hai ba mươi năm sau họ dần dần thấy tôi sống rất tốt còn có thể nói đạo lý rất hay họ đều về hưu đã già lúc này gặp lại họ nói con đường thầy đi là đúng họ muốn đi con đường như tôi không còn kịp nữa Cho nên Thầy dạy chúng ta Chúng ta phải có lòng tin đối với Thầy Thầy dạy tôi đọc những cuốn sách này Tôi đọc xong sanh tâm quan hỷ Tôi có thể lãnh hội Tuy không lãnh hội được một cách sâu sắc Nhưng có lãnh hội Nên có thể sanh tâm quan hỷ Quan hỷ đọc Mà còn thật sự là giáo huấn của Thánh Nhân thì vị của nó là vô cùng quan hỷ vô tận Như sao vậy Mỗi lần đọc đều khiến ta sanh tâm quan hỷ Không phải gian chương bình thường Xem xong một lần là không muốn xem Lần thứ hai tôi từng xem qua Đọc sách thánh hiền Đọc trăm lần không chán Đọc ngàn lần không chán Đọc vạn lần không chán Sách này quá tuyệt Rất có giá trị Một tác phẩm văn học hay cao lắm là đọc được 10 lần. Đọc 10 lần là không muốn xem nữa. Khi tôi học ở trường, tôi rất thích đọc tiểu thuyết bốn bộ sách nổi tiếng của Trung Quốc. Tây Du Ký Tam Quốc Diễn Nghĩa Thủy Hử Hồng Lâu Mộng Bốn Bộ Tiểu Thuyết Lưng Viết rất hay Tôi xem được mấy lần Mười lần Bây giờ tôi không xem tiếp được nữa Không muốn xem Sức thu hút của nó chỉ chừng đó Không tệ Có thể khiến tôi xem mười lần Bản thân tôi có một chút nền tảng văn học Nói thật là học được từ trong tiểu thuyết Thích xem và có được chút căn bản từ đây Cổ văn thật sự chưa từng học Thầy Lý dạy cổ văn có ngồi dự thính thầy dạy tôi chuyên nghiên cứu kinh luận dự thính nghĩa là nghe qua một lần không ôn tập lúc thầy dạy chỉ nghe qua một lần không như kinh phật kinh phật nhất định phải lặp lại rất nhiều lần phải đọc một cách tỉ mỉ Mục tiêu rốt ráo của những lời này Là hy vọng chúng ta Thật sự hiểu được trí tuệ thậm thâm của Như Lai Trí tuệ thậm thâm này là tự tánh vốn đầy đủ là tất cả chúng sanh đều có đức phật nói với chúng ta pháp đại thừa là bình đẳng không có gì không bình đẳng trí tuệ bình đẳng đức năng bình đẳng tướng hảo bình đẳng mọi thứ đều bình đẳng không bình đẳng là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân tạo nên phiên não nặng khoảng cách ngày càng xa phiên não nhẹ ngày càng gần phật hơn do vậy mà xuất hiện sự không bình đẳng cho nên không bình đẳng là giả không phải thật đoạn tận hết tất cả nó sẽ bình đẳng thành kính tin tưởng vào lời nói của như lai không được hoài nghi trong này có rất nhiều đạo lý nếu hoài nghi là sai trong phẩm vô lượng thọ lần thứ ba đức thế tôn nói với đại chúng đây là lần thứ ba các con nên tin hiểu lời nói chắc thật của như lai quý vị quay đầu được hay không quý vị có thể trở về được tự tánh hay không câu này rất quan trọng ta không tin vào người đi trước dùng phân biệt chấp trước của mình để đi con đường đại thừa không biết ta đi về đâu vì ta không biết đường Vì thánh trí của Thế Tôn Thanh văn ức kiếp khó đo lường được Không cách gì đo lường được nó Huống gì phàm phu ngày nay Sao có thể dùng tâm sanh diệt Mà giảm nói thấy được trí Phật Nhưng tình hình này hiện nay rất nhiều Cho nên người bây giờ rất khó Chứ ngại lớn nhất khi phục hưng truyền thống văn hóa là gì? Người bây giờ thích phê bình, đều tự cho rằng mình thông minh tài trí hơn cổ nhân nên có rất nhiều câu hỏi đối với những giải thích trong kinh điển thầy phương và thầy lý đều cảnh cáo tôi xem chú dạy các sách cổ phải xem của cổ nhân không được xem của người bây giờ xem của cổ nhân hiểu rồi mới xem của người bây giờ như vậy mới biết người ngày nay nói đúng chỗ nào hoặc nói sai chỗ nào nhất định phải lấy cổ nhân làm tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn của cổ nhân thầy lý còn đặc biệt hướng dẫn Sách nào được đưa vào Đại Tạng Kinh Mới thật sự đáng tin cậy Không có bên trong Đại Tạng Kinh Không đáng tin Hàng sơ học chúng ta cần phải chú ý điều này Người tu hành đã lâu thì không sao Họ có năng lực để phân biệt Nhưng sơ học thì không được Nếu bị nó dẫn đi sai đường Vào trước làm chủ Phiền phức này rất lớn vì sao đưa vào đại tạng là tiêu chuẩn vì ngày xưa biên tập tạng kinh ban bố tạng kinh này là phải qua thánh chỉ của hoàng để ban bố nhà nước chịu trách nhiệm này những tác phẩm này phải thông qua các cao tăng đại đức đương thời thẩm tra xét duyệt thông qua đều cho rằng không có vấn đề mới mời hoàng đế ban bố những tác phẩm này đáng tin cậy đã trải qua sự thẩm định nghiêm khắc chế độ hiện nay không còn thầy nói với tôi điều này tạng kinh biên tập từ dân quốc đến nay không có thông qua thẩm tra nghiêm khắc này đều đưa vào trong đại tạng kinh như vậy phải làm sao cho nên thầy dạy tôi phải xem tạng kinh trước đó bắt đầu tính từ đâu từ thời càng long trở lên không có vấn đề gì Sau thời Càng Long phải cần cẩn thận Đạt nền tảng cho Phật Pháp Nhất định phải tuân theo cổ Thánh Tiên Hiền Đương thời Thầy Lý giới thiệu cho tôi mấy người Có thể xem tác phẩm của Đại sư Ấn Quang Có thể xem của Hòa Thượng Hư Dân Đó là thiền tâm có thể xem của Hòa Thượng Đế Nhàn Đó là Thiên Thai Tông Đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn đều rất ưu tú Như Đàm Hư Tịnh Quyền Những vị đại đức này đều rất giỏi Đều có thành tựu Pháp tướng duy thức Như cư sĩ Mai Quang Hy cư sĩ dương nhân sơn kinh kim cang giảng nghĩa của cư sĩ giang dị nông những tác phẩm của những người này họ đều thừa nhận không có vấn đề chúng ta nên học học với ai rất quan trọng ta xem sách của ai là học với người đó Bây giờ chúng ta xem sách của quan niệm tổ là đang học dưới ông ý. Ưu điểm lớn nhất của ông là gì? Là ông tập chú. Có tư tưởng của ông trong đó chăng? Có. Tư tưởng của ông tương ưng với kinh điển và các bậc đại đức xưa. Như vậy ông mới áp dụng thấy những gì ông áp dụng là biết được cảnh giới của ông ông áp dụng vô cùng thích hợp khiến chúng ta đổi với nghĩa chân thật trong kinh này ngày càng hiểu rõ ràng ngày càng thấu triệt hơn quả đúng là thiện tri thức đây là người cách chúng ta gần nhất. Ông đã giảng sanh, Niệm Phật giảng sanh. Ông nói với tôi. Trước khi giảng sanh nửa năm, ông nói với tôi: "Mỗi ngày ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật Dùng công đức chú giải kinh Và một đời tu hành của mình Cầu nguyện giảng sanh tịnh độ Chúng tôi có nhân duyên quen biết Tuy vào lúc tuổi đã lớn Nhưng rất hợp Chí đồng đạo hợp Tôi biết ưu điểm của ông Biết được dụng tâm của ông Biết được sự gian nan của ông Nếu không phát triển rộng rãi bộ chú giải này Thì thật đáng tiếc Phương pháp duy nhất để phát triển rộng rãi Là giảng giải bộ kinh này Mọi người mới tin được nếu tôi không giảng giải mọi người sẽ không tin Đọc bộ chú giải này Là đồng nghĩa đọc được 83 bộ kinh luận 110 bộ chú sử Của các bậc tổ sư Đại Đức tất cả có 193 loại. Nên đây là bộ tập đại thành kinh chú rất hiếm có. Ngày nay Chúng ta đích thực chỉ có tin thật Ở đây nói Nên chỉ có ngưỡng mộ tin tưởng Như trong phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa nói Đối với những Pháp Đức Phật nói Nên sanh đại tín lực Phật Pháp như biển lớn Tin mới có thể giàu được Chúng ta muốn thành tựu Thì mấy câu này trong Kinh Pháp Hòa Không thể không biết Không thể không ghi nhớ Còn phải xuyên năng phụng hành Có lòng tin Đối với chính mình trong kinh đức phật dạy chúng ta chắc chắn là sự thật nghĩa là tất cả chúng sanh vốn là phật đừng coi thường bản thân bản thân vốn là phật thì đời này chúng ta phải nỗ lực phật a di đà ở thế giới cực lạc đã tạo nền tảng vững chắc cho chúng ta. Chúng ta nên đến đó để làm Phật. Đến thế giới cực lạc để làm gì? Để làm Phật. Phật A-di-đà có thể giúp chúng ta, thanh tựu cho chúng ta. Việc đội không được bỏ qua cơ hội này Tin vào chính mình, tin vào chư Phật như Lai Tin Tổ Tông, tin Thánh Hiện, tin tất cả chúng sanh Họ gạt tôi, tôi vẫn tin họ Vì sao tôi tin họ? Vì tôi biết họ có Phật tánh tôi biết họ vốn là phật nhưng bản thân họ không biết họ làm sai chuyện chúng ta tuyệt đối không làm sai thật sự minh bạch thật sự giác ngộ tâm thái hoàn toàn không giống nhau đừng sợ người khác gạt mình nếu thấu rõ triệt đệ đối thoại của thế tương và bồ tát di lặc họ gạt chúng ta điều gì mỗi niệm đều trở về con số không Số không là gì? Số không là tự tánh Số không là nguồn gốc Mê muội của chúng ta Từ vô lượng kiếp trước Chúng ta đi một dòng rất lớn như vậy Ngày nay có cơ hội trở lại nguồn gốc ban đầu Chúng ta xuất phá từ con số không Đến sau cùng vẫn trở lại con số không Đây là công đức viên mãn. Nếu ta hoài nghi điều này, hoài nghi điều kia, đề phòng chuyện này, đề phòng chuyện kia sai hoàn toàn. Niệm niệm bất khả đắc. Niệm niệm là gì? Niệm niệm là nền tảng của tất cả giảng sự giảng vật. Căn bản bất khả đắc. Làm gì có hiện tượng khả đắc Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa Đều nói đến Đại Tam Không Tam muội Nếu khế nhập vào sẽ được lợi ích Được lợi ích gì? Thật sự đã buông bỏ dạng duyên Phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng Ít chướng ngại đầu óc tỉnh táo Tài mắt lanh lẹ Thấy gì nghe gì đều hiểu cả Như thế nào là thật Như thế nào là giả đều phân biệt rõ ràng Tự tánh là thật Trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh là thật Ngoài ra đều là giả Ở trên thế gian này Giữ dựng bốn đức của tổ tâm Phải khẳng định trí tuệ của tổ tâm là trí tuệ của Phật Bốn đức này là từ trong tự tánh hiển lộ ra Ngủ luôn, ngũ thường tứ duy bác đức người khác nói nó là những thứ lỗi thời chúng ta đừng quan tâm đến bản thân chúng ta phải giữ vững tuyệt đối không phạm trong phật pháp đại thừa đức phật dạy chúng ta rằng tịnh nghiệp tam phước lục hòa kính tam quy ngũ giới tam học lục độ Phổ hiền thập nguyện cần phải giữ vững Chúng ta phải thực hành được những điều này Như vậy trong đời này chắc chắn được giảng sanh Phương hướng và mục tiêu của chúng ta vô cùng thuần chánh Thành tựu viên mạng của chúng ta ở thế giới cực lạ Trong thế gian này Tất cả đều tùy duyên Không có gì không tốt Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Quý vị không trở ngại tôi Tôi cũng không trở ngại quý vị Chúng ta sống hòa thuận cùng nhau Quý vị không giúp gì được cho tôi Nhưng tôi có thể giúp được quý vị những gì tôi giúp được sẽ tận tình giúp Tôi không mong quý vị cảm ơn Cũng không mong quý vị biết đến Người xưa thường nói dựa vào lương tâm để làm gì Phật Pháp nói dựa vào chân tâm mà làm Không phải vọng tâm là chân tâm Hết giờ rồi chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật